Thưa quý vị, nhận thấy tâm lý e ngại khi đi du lịch của du khách trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chú trọng đảm bảo môi trường du lịch theo chủ trương của thành phố, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi về giá tốt để thu hút khách du lịch. Qua đó, du khách có thể vui xuân đón Tết tại thành phố một cách an toàn. Tính đến nay, Đà Nẵng có 226 đơn vị kinh doanh lữ hành, hơn 1.270 cơ sở lưu trú du lịch với 44.810 phòng. Theo đó, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã giảm giá phòng 50%, các dịch vụ khác 20% và mở các dịch vụ trà chiều, cà phê để phục vụ khách xuyên Tết. Được biết, khách sạn Four Points by Sheraton Đà Nẵng đã được đặt kín phòng vào mùng 3 đến mùng 5 Tết. Song hiện vẫn có một số khách sạn có lượng đặt khách đặt phòng chỉ ở mức trung bình thấp so với các năm trước, khoảng 20% công suất. Khách nội địa là thông thường là đặt phòng ở phút cuối, họ không có kế hoạch trước, cho nên là kỳ vọng thực tế của khách sạn là công suất phòng đạt từ 30 đến 40% trong dịp Tết này. Nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành cho biết Đà Nẵng có tỷ lệ tiêm vaccine cao, công tác phòng chống dịch đảm bảo, là môi trường an toàn, nên dịp Tết âm lịch này, thành phố được nhiều khách nội địa, nhất là khách tại các địa phương lân cận đặt tour du lịch dài ngày. Theo công ty du lịch lữ hành Việt Đà, hiện nhiều khách đặt lịch đến Đà Nẵng dịp Tết với xu hướng chọn khách sạn từ 4 đến 5 sao và những nơi check-in sang chảnh. Ngoài ra, những gói combo, ăn ở, xe đón tiễn, vé máy bay, v.v. với giá ưu đãi đang được đa số những nhóm khách gia đình hoặc nhóm bạn thân lựa chọn. Hiện tại thì chúng tôi tổ chức những cái tour riêng lẻ, đa số là những cái nhóm gia đình hay là những nhóm bạn mà người ta đã biết trước rồi. Và hầu như dịch vụ này là tách biệt, đi riêng, thuê nhóm xe riêng ở những khu, chẳng hạn khu villa riêng. Nói chung là cái khoảng cách tiếp xúc với những du khách khác thì ít và luôn luôn tuân thủ theo cái quy định của luật pháp chính phủ cũng như là 5K. Để phục vụ du khách dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, Đà Nẵng đã đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn thành phố, tăng cường đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và nâng cao chất lượng phục vụ. Thành phố còn trang trí hoa và điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính, miễn phí tham quan các khu điểm du lịch gồm khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật. Trong đó, tại Bảo tàng Mỹ Thuật, từ mùng 1 đến mùng 10 âm lịch sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm Tết hấp dẫn. Ngoài ra, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi xuyên suốt Tết nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt.